Hiện nay chúng ta đang có mặt ở bên trong tòa nhà Aqua 1 của dự án Vinhome Ba Son thuộc khu vực của quận 1. Chúng ta đang có mặt ở phía trước cái căn hộ Office Tail 50m². Đây là phía trước hành lang và cửa thang máy. Bên đây là bên trong căn hộ của chúng ta. Đây, tất cả các trang thiết bị đều bàn giao như thế này. Có khóa vân tay, khóa từ, khóa cơ. Và đây là cái tủ dài. Ngoài ra bên trong đầy đủ trang thiết bị nội thất, là chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Phía bên tay phải thì có tủ lạnh, lò vi sóng, bếp. Đây, và kệ bếp trên, kệ bếp dưới đầy đủ. Có máy rửa chén ở đây. Đó, thấy không các chị, máy rửa chén của chúng ta. Bên tay trái là nhà vệ sinh. Ngoài ra bộ bàn thì bàn này vừa mới đem về thưa thầy, mình vừa mới nhận từ những người đưa. Đây là phòng khách của chúng ta. Đây là cái phòng ngủ. Chúng ta có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và đều có tủ âm tường. Máy lạnh. Đây là hệ thống máy lạnh trung tâm. Và đây là cái view trực diện ra khu công viên nội khu. Thì các phòng ngủ của chúng ta đều có phòng kính từ trên xuống dưới đầy đủ hết. Đây là cái view của chúng ta ra bên ngoài. Thì một chút chúng ta sẽ đi ra hướng, tại vì bây giờ là ban đêm. Đây, chúng ta nhìn tổng quát được cái phòng ngủ. Chúng ta có máy giặt để phía đây. Đây là cái view. Hiện bây giờ là trời bên ngoài đang mưa, thì chúng ta có thể thấy được cầu Thủ Thiêm 2 đang xây và khu đô thị Thủ Thiêm phía này, cùng với tòa nhà Empire City, The Metropole. Đây, còn phía bên đây thì chúng ta sẽ thấy được khu sở thú về hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực quận Nhất và quận Bình Thạnh. Khu biệt thự của Vinhome Ba Son. Bên đây là bên dưới của chúng ta. View bên dưới khá là đẹp, anh chị có thể thấy được sân tập thể dục thể thao nè, sân bóng rổ, sân tennis. Các anh chị nào hiện đang quan tâm về dự án căn hộ của khu vực Ba Son, Vinhome Ba Son, mình đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979676655. Mình cũng sử dụng số điện thoại này cho Viber, Zalo, Telegram. Và chúng ta cùng nhìn lại cái căn hộ của mình.